các cái quả Aerox nhưng mà lại siêu mới y các bạn ạ. Chạy được, mình sẽ tặng lại cho anh em combo i3 này. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ. Và đây là một kiện hàng mình vừa mới nhận sáng nay xong, 25 tháng 5 này. Cái này là mình mua của bạn Khánh các bạn nhé. Kiện hàng này của chúng ta có trị giá là 2 triệu. 2 triệu thì chúng ta sẽ có được gì thì chúng ta sẽ cùng mở hộp các bạn nhé. Ok các bạn nhé, đây là toàn bộ những gì có trong cái thùng hàng của chúng ta. Khá là nhiều luôn các bạn ạ. Đấy. Có hai combo main này, một cái hộp giam này, một cái kiện như này nữa. Và chúng ta sẽ đến với giam trước các bạn nhé. Của chúng ta đây này các bạn này, giam của chúng ta là hai thanh, một thanh Kington đen, một thanh Kington xanh. Hai thanh này đều là hai thanh 8GB các bạn nhé. Như vậy là chúng ta sẽ có 16GB giam. Và cái thanh đen đen này là hàng ngoài các bạn nhé. Đấy. Còn cái thanh xanh này là hàng chính hãng này. Combo đầu tiên là của main của Samsung này các bạn này. Đấy. Còn khá là đẹp luôn các bạn ạ. Và con này nó là Q77 các bạn nhá. Đấy, con Q77 là đời, còn cao hơn con B75. Đấy, nó phải con Q77 là nó sẽ xếp vào dàn hàng của Z77 các bạn nhá. Và có 4 khe ram này. Main còn rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt sau này các bạn này. Wow, cái cổng kết nối này, cổng kết nối còn đẹp thôi rồi, sạch bong và sáng nữa các bạn nhé. Mặt sau của chúng ta đây, mặt sau thì mình thấy có cái chữ ký ở đây này. Đấy, không biết là chữ ký gì, nhưng mà mình thấy là cái main này còn tương đối là ngon đấy, không thấy có vết chấm hàn nào ở đây cả. Kể cả những cái khe ram này, có nhiều main là thấy có vết chấm hàn ở khe ram, nhưng main này không thấy có luôn các bạn, rất là đẹp. Đấy. Đẹp phết đấy các bạn ạ. Và CPU của chúng ta là con Core i7-3770 các bạn nhé. Còn nguyên bốn cái đầu tản này là của con T400i các bạn nhé. T400i các bạn này. Đấy, chúng ta sẽ mở xem CPU. Socket rất là đều các bạn nhé. CPU đây. CPU cũng thẳng ngon. Nói chung là combo đầu tiên của chúng ta là Q77 và i7-3770 các bạn nhé. Đấy, một combo main rất là đẹp. Đấy. Chúng ta có một combo thứ hai. Combo này thì đời thấp hơn một chút thôi các bạn nha, nó là Q67 này các bạn này. Q67 này cũng ngon, là Q67 này vẫn hơn B75 các bạn nha, nó cũng là dòng Z rồi đấy các bạn ạ. Và con này thì ít khe ram hơn này, con này chỉ có 2 khe ram này. Đấy. Con kia thì có 4 khe ram, nhưng con này có 2 khe. Nó chỉ thiết kế là nó khác thêm thiếu hai khe ở đây thôi, chứ còn về cơ bản là nó cũng xem như nhau về cái phần thiết kế, về sắp xếp linh kiện các bạn nhé. Đấy. Khác nhau một chút xíu. Đấy. Và con này cũng vẫn còn rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy. Tháp pin CMOS rồi này. Mên miếc và vỉ viếc nhìn còn rất là đẹp luôn các bạn. Mặt sau chúng ta đây, con này thì đời nó sâu hơn một tí nên là trông nó xỉn hơn một chút xíu các bạn ạ. Trông nó xỉn hơn thôi, nhưng mà nhìn vẫn đẹp các bạn ạ. Đấy. Cổng kết nối này, con này thì không có USB 3.0 nhé, con kia có USB 3.0, con này không có này. Nhưng mà cái cách bố trí nó cũng gần giống như vậy. Đấy. Main nói chung còn rất đẹp. Và CPU chúng ta là gì? Con này là con i3-3220 các bạn nhé. I3-3220. Socket đẹp luôn này các bạn này. Đấy. Chà. Đó. CPU đây. Nói chung là hình thức còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy chà. Các bạn này, cái kiện thứ ba của chúng ta là một con Vega Aerox các bạn nhé. Lần đầu tiên trong đời mình được cầm một con main, một con Vega của hãng Aerox. Main thì mình trên tay nhiều rồi, dùng cũng nhiều rồi. Nhưng Vega đây là lần đầu tiên các bạn ạ. Con này có cái thiết kế cũng tương đối là được. Đấy, và cái phần sắt xi chắn này và cái tản này rất là dày các bạn nhé. Úi giời. Con này 3 ống đồng này, và tản nó dày quịch này. Một miếng rất là to luôn các bạn, to và lạc nha các bạn nhé. Sắt xi chắn này, đẹp chưa? Đấy, nói chung là với một con cạc cũ thì như này, là cái sắt xi chắn như này là đẹp các bạn nhé. Đấy. Và có 3 DisplayPort, 1 HDMI. Con này ăn một chân nguồn 8 pin này các bạn này. Cái tản nó dày sắt các bạn ạ, dày quịch luôn. Úi giời, dày và to.
Mặt sau của chúng ta cũng có backplate này. Đấy, backplate này bằng sắt luôn các bạn nhé. Cũng là Aerox này. Và con này là con gì? Con này chính là con X56, không phải 5600XT các bạn nhé, RX5600 phiên bản 6GB. Và còn cái tem này là của bên hàng này. Tem này có vẻ như là tem siêu nhưng mà siêu là của MSI. cạc thì của Aerox nhưng mà lại siêu MSI các bạn ạ. Thế nó mới hay chứ lại. Úi giời. Mình cũng thấy lạ. Siêu MSI rồi. Úi giời. Đấy mới hay chứ. Thế thì khả năng cao là con này đã được mở ra vệ sinh rồi. Cái siêu này là siêu dán lại thôi. Chắc là của bên này, bên bán này dán lại cái siêu này. Đấy. Úi giời. Nhưng mà nói chung là hình thức của con này khá là đẹp các bạn ạ. À, mạch miếc này nhìn còn tương đối là ổn. À, và full combo của chúng ta đây, hai combo main và một con Vega. Nếu mà chạy được mình sẽ tặng lại cho anh em combo i3 này nguyên này luôn các bạn nhé. Đấy, giờ chúng ta chuyển sang kia test thử xem nó chạy được không nha các bạn nhé. Ok các bạn nhé, mình đã cắm cái combo Q77 chúng ta ra đây test trước này. Cái này thì nó có cả on này, mình đang cắm xuất hình qua cổng DVI này. Đấy, chúng ta sẽ bật thử nhé, sau đó sẽ đến với combo này và cái cặp màn hình sau. Đấy, chúng ta sẽ bật thử xem có lên không nhá. 2 3, chạy rồi các bạn, chưa thấy gì các bạn nhá, quay rất là tít luôn, không thấy kêu. Ở đây nó có cái loa này. Đó, không biết các bạn nhìn thấy có loa không đấy, nhưng mà không thấy kêu, quay rất tít luôn, không ngắt, không chạy ngắt các bạn nhá, mà cũng không kêu, cũng không lên gì luôn này, tối đen này. Để mình xem lại ram cho nào. Chúng ta lắp tạm một thanh trước các bạn nhé. Ấy, ô cắm cái điện cái chạy ngay các bạn này. Mình lắp tạm một thanh trước này, bỏ một thanh này. Đấy, cắm điện cái chạy luôn này. Nó quay kiểu gì ấy các bạn ạ? À, chưa thấy lên. Quay rất tít luôn các bạn nhé. Nhưng mà không thấy lên gì cả. Cắm một thanh rồi đấy. Ô, lần này cắm nó không chạy ngay nữa rồi các bạn ạ. À, mình đã tháo pin C1 này, vệ sinh nó cắm vào khe 1 này. À, chúng ta sẽ bật thử nha. 2 3, chạy rồi. Lên không? Đáng nhẽ mình phải đổi sang cái thanh đen. Ô, lên luôn, lên ngay các bạn này. Ý à, lên. Ngon các bạn nhá. Ui giời. À, như vậy là khả năng là bẩn ram các bạn ạ. Ấy, vừa lấy cắm khe 2 không nhận, cắm vào khe 1 rút PC mode cái lên luôn. Đấy, i7 à. Đấy, 3770. Ok các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với combo này. Combo này mà lên thì mình sẽ tặng lại cho anh em luôn nhá. Ok các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với combo Q67. Đấy. Với con i3. Đấy, như mình nói là combo này mà chạy thì mình sẽ tặng lại luôn cho anh em. 2 3. Ý, chạy rồi. Lên không? Ý, chạy ngắt các bạn ạ. Quên mình không vệ sinh nốt thanh ram này. Vệ sinh mỗi thanh màu xanh kia, không vệ sinh thanh này rồi. Ai, khả năng là không lên rồi các bạn ạ. Nó lên, nó phải lên ngay như vừa nãy cơ. Ai, không thấy gì các bạn. Không lên các bạn ạ. À, mình sẽ thay, mình sẽ thử thay thanh chạy được cái vào đây xem sao nhá. Không lên gì các bạn này. Tấu đen luôn. Đấy, đen nhỉ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ test con Vega này đã xem nó có chạy được không các bạn nhé. Cái combo này thì mình vẫn cho anh em, vẫn tặng lại cho anh em. Anh em thích thì về mời mò sau. Bây giờ mình sẽ test con Vega này trước để xem cho đỡ mất thời gian nhé. Ok các bạn nha. Chúng ta đang thử con RX5600 trên con Q97. Chúng ta sẽ bật thử để xem là nó có chạy được không nhá. 2 3, chạy rồi các bạn này. Có đèn led đây. Có led kìa. Lên tít lên. Có hình không? Chưa thấy có hình các bạn ạ. Bàn phím thì sáng rồi mà chưa có hình này. À, ui giời.
Bây giờ mới lên các bạn, lên hơi chậm một tí. Nhưng mà có hình các bạn nhá. Ok, như vậy là combo của chúng ta đã chạy được. À, bây giờ mình sẽ cắm ổ cứng vào. Chúng ta sẽ test thử xem là con này nó có lỗi lầm gì không. Bởi bây giờ mới là lên thôi. Các bạn chờ một lát nhá. Tình hình là rất tình hình các bạn ạ. Mình cắm ổ cứng của mình vào này. Nó nhận được win này. Nhưng mà nó vào đến win cái thì nó mất hình luôn các bạn. Mọi thứ vẫn quay này. Bàn phím vẫn sáng này. Đấy, nhưng mà không bấm được cáp lóc nữa này. Đấy. Đấy, thỉnh thoảng bấm được này. Đấy, chà. Cứ vào đến win là treo các bạn ạ. Đấy, con Vega này. Cứ vào đến win là treo các bạn nhé. Đấy. Không vào nữa. Máy treo luôn này. Đấy, chà. Vega này có vấn đề các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo con Vega ra để nó chạy cái mê không nhá. Các bạn này, đấy, tháo con Vega phát thì vào win được bình thường. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa là nó đã vào win được vào rồi. Bây giờ mình sẽ cắm con Vega vào xem nó như nào nhé. Quay rất lâu chưa vào win các bạn ạ. Lại treo rồi. Lại treo rồi các bạn ạ. Ây à. Lần này không thơm rồi các bạn ạ. Ý à. Cắm Vega vào cái là treo luôn các bạn ạ. Ôi giời ôi. À, bàn phím đơ luôn này. Không bấm được nữa. Đấy. Treo cứng rồi các bạn nhá. À. Ôi trời ơi, con Vega nhìn rất là đẹp. Đấy, chỉ có một vấn đề là tem siêu và hãng nó không cùng nhau thôi. Đấy, ông này chắc là đã được tháo ra làm gì đó, có thể vệ sinh hoặc là sửa chữa, mình không biết. Và chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta có thể thấy là nó rất là có muối tản này này. Đấy, muối tản đây này. Đấy. Con này khả năng là trâu rồi các bạn ạ. Bây giờ để chắc ăn nhất thì mình sẽ thay con Vega khác của mình vào con này xem nó như nào nhá. Ok các bạn nhá, mình đã thay Vega của mình này. Đấy, bỏ con kia ra này. Giờ chúng ta sẽ bật thử xem con này nó có vào được win không bạn nhá. Nó mà vào được win thì chuẩn 100% con Vega có vấn đề. Đấy, con Vega này có vấn đề thật các bạn ạ. Đấy, con này khả năng là dính VRAM rồi. Cái lúc nó chạy ở cái quặng ngoài là nó nhận driver ấy, mà nó nhận driver không được thì khả năng rất cao con này dính VRAM mà các bạn, đen. Nói chung là hai củ đợt này không ngon rồi các bạn ạ, được mỗi combo này thôi. Đấy, combo main chip ra. Combo kia cũng lỗi rồi các bạn nhé. Không biết là lỗi hay không mà mình chưa có thời gian test lại. Thế nhưng mà nếu mà anh em nào thích thì mình vẫn tặng cho anh em combo đấy để mình đàm phán thêm với bạn ấy xem sao các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.